Đan Mạch, Phần Lan và Hàn Quốc vừa được công bố đứng đầu bảng xếp hạng chính phủ điện tử gồm 193 nước thành viên liên hợp quốc với điểm số cao nhất kể từ khi liên hợp quốc chính thức thực hiện đánh giá về hạng mục này. Cuộc thăm dò mang tên Chính phủ Điện tử năm 2022 do Vụ Kinh tế và Xã hội thuộc Ban Thư ký Liên Hợp Quốc thực hiện cho thấy Đan Mạch, Phần Lan và Hàn Quốc đã có những tiến bộ vượt bậc trong chất lượng dịch vụ mạng, hạ tầng viễn thông và nhân lực. Theo đại diện của Liên Hợp Quốc, bất chấp rất nhiều cuộc khủng hoảng xảy ra trong hai năm qua, các chiến lược chính phủ điện tử đã đạt tiến độ dù vẫn còn một số quốc gia và thành phố chưa cung cấp được các dịch vụ mạng thích hợp. Cùng với ba quốc gia này, 12 quốc gia thành viên Liên hợp quốc khác cũng đã ghi nhận thăng hạng về chỉ số phát triển chính phủ điện tử, bao gồm New Zealand, Thụy Điển, Mỹ, Anh, Nhật Bản và Singapore. Ngoài ra, Liên hợp quốc cũng kêu gọi các chính phủ, nhất là các nước có chỉ số thấp về chính phủ điện tử, cần đầu tư nhiều hơn nữa vào các kế hoạch chuyển đổi số quốc gia dài hạn, bởi sự kết nối là cần thiết để mọi người sẵn sàng cho các cuộc khủng hoảng và cú sốc trong tương lai. Chính phủ Anh vừa công bố gói ngân sách trị giá 1,5 tỷ bảng, tương đương 1,63 tỷ đô la Mỹ cho chính quyền địa phương và các đơn vị cung cấp nhà ở xã hội nhằm mục đích là nâng cấp khoảng 130.000 căn nhà thu nhập thấp hoặc là nhà ở xã hội. Việc nâng cấp được kỳ vọng là sẽ giúp giảm đáng kể hóa đơn năng lượng cho các hộ gia đình này. Gói ngân sách trị giá 1,63 tỷ đô la Mỹ mới sẽ được chính phủ Anh cung cấp thông qua quỹ phi carbon hóa nhà ở xã hội và tài trợ nâng cấp nhà. Để các đơn vị cung cấp nhà ở xã hội và chính quyền địa phương có thể nộp hồ sơ xin tài trợ nâng cấp các bất động sản, khoản tài trợ sẽ được chi cho các biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng của khoảng 130.000 căn nhà như lắp đặt tường cách nhiệt, cửa ra vào và cửa sổ tiết kiệm năng lượng, máy bơm nhiệt và tấm pin mặt trời. Việc nâng cấp sẽ được tiến hành từ đầu năm 2023 cho đến tháng 3 năm 2025. Theo ước tính của chính phủ Anh, hóa đơn năng lượng của 130.000 hộ gia đình thu nhập thấp tại nước này có thể giảm từ 400 đến 700 bảng một năm sau khi nhà của họ được nâng cấp. Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh CDC của Mỹ cho biết, ngay từ 2 tuần sau khi tiêm liều vaccine đầu tiên, thì vaccine đậu mùa khỉ đã mang lại hiệu quả cao trong việc phòng tránh lây nhiễm. Theo phân tích sơ bộ của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh CDC Mỹ, từ ngày 31 tháng 7 đến mùng 3 tháng 9, những người chưa tiêm phòng có nguy cơ mắc bệnh đậu mùa khỉ cao gấp 14 lần so với những người đã tiêm phòng được 14 ngày trở lên sau mũi tiêm đầu tiên. Kết quả dựa trên các trường hợp lây nhiễm đậu mùa khỉ trên toàn quốc. Tuy nhiên, chuyên gia vẫn nhấn mạnh việc cần thiết tiêm đủ 2 mũi để đảm bảo khả năng miễn dịch lâu dài. Mỹ đã triển khai tiêm trên 680.000 liều vaccine đậu mùa khỉ, tập trung vào nhóm đối tượng nam giới đồng tính và song tính, cũng như những người chuyển giới và đa giới tính. Chiến lược tiêm chủng đang được chuyển sang một giai đoạn mới, trong đó vaccine sẽ được cung cấp cho những người không bị phơi nhiễm từ trước thay vì sau khi phơi nhiễm. Để giảm kỳ thị, chiến lược mới sẽ cho phép các nhân viên y tế tiêm vaccine ở những vùng khó quan sát như vai hoặc lưng trên thay vì ở bắp tay. Vaccine Comirnaty phòng COVID-19 của hãng dược phẩm Pfizer vừa chính thức được cấp phép sử dụng cho trẻ em từ 6 tháng tuổi đến 4 tuổi tại Singapore. Như vậy thì hiện giờ Đảo Quốc Sư Tử đã cấp phép hai loại vaccine ngừa COVID-19 cho trẻ em từ 6 tháng đến 4 tuổi. Cơ quan khoa học y tế Singapore cho biết, cơ quan này đã xem xét cẩn thận các dữ liệu lâm sàng mà Pfizer thực hiện với khoảng 1.800 trẻ em và tham khảo ý kiến về các chuyên gia thuộc Ủy ban Cố vấn về Dược phẩm và Hội đồng chuyên gia về bệnh truyền nhiễm để đưa ra đánh giá rằng lợi ích của việc sử dụng vaccine Cominati ở trẻ em trong độ tuổi từ 6 tháng đến 4 tuổi vượt trội hơn so với rủi ro. Như vậy, sau Spikevax của Moderna, Cominati là loại vaccine ngừa COVID-19 thứ hai được cấp phép sử dụng tại Singapore cho trẻ em trong độ tuổi này. Theo Cơ quan Khoa học Y tế Singapore, phác đồ tiêm chủng cơ bản sẽ bao gồm 3 liều 3 microgram. Hai liều đầu tiên được tiêm cách nhau 3 tuần và liều thứ ba được tiêm sau liều thứ hai ít nhất 8 tuần.